Thưa quý vị và các bạn, là một nước nông nghiệp nên hàng năm Việt Nam cần khoảng 11 triệu tấn phân bón các loại, trong đó phân bón vô cơ chiếm khoảng 80% và 20% là các loại phân bón khác. Với nhu cầu phân bón lớn như vậy nên thị trường phân bón diễn ra khá phức tạp. Một số tổ chức cá nhân không giấy phép vẫn lén lút sản xuất phân bón. Nhiều đại lý phân phối gây sức ép về giá thành, dẫn đến người sản xuất buộc phải giảm chất lượng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Tại hội thảo quốc gia lập lại trật tự thị trường phân bón Việt Nam do Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành liên quan vừa tổ chức mới đây, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết cả nước hiện chính thức có khoảng 800 doanh nghiệp sản xuất các loại phân bón, trong đó các đơn vị sản xuất phân bón quy mô lớn đều thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và một số doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Với nhu cầu 11 triệu tấn một năm, ngành phân bón luôn có nhiều diễn biến sôi động, phức tạp, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia, nên sản phẩm hay bị làm giả, gian lận thương mại, do đó cần phải nhanh chóng lập lại trật tự thị trường này. Hiện nay như chúng ta thấy là nhãn nhãn ở các nơi, kể cả trên cơ quan truyền thông, trên các cái bảng quảng cáo, đều ghi là cái phân bón này giảm lượng bón 30%, 40%, tiết kiệm 40%, 50%. Bây giờ ai muốn ghi gì thì ghi, muốn nói gì thì nói, mà không có một cái cơ quan nào, cơ quan khoa học nào đứng ra công nhận là cái điều đó là mang tính khoa học. Thì do đó mà muốn nghe minh thì tôi vẫn thấy một điều là chúng ta phải nên hình thoàn thành ngay luật phân bón, nếu chưa được luật thì cũng ít nhất phải có pháp lệnh, mà cái đó phải quốc hội thông qua. Theo thống kê của Ban chỉ đạo 389 về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hiện có 63 công ty tổ hợp sản xuất kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng bán ra trên thị trường 48 tỉnh thành. Vụ việc đáng chú ý nhất là Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát hiện 11 trung tâm khảo nghiệm và kiểm định phân bón đều vi phạm các nghị định và thông tư về quản lý khảo nghiệm phân bón. Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cũng cho biết số vụ vi phạm phân bón giả, phân bón kém chất lượng bị phát hiện và xử phạt lên tới 4.000 vụ một năm. Nguyên nhân của tình hình thị trường phân bón phức tạp như hiện nay, một phần là do một số bộ ngành chưa thường xuyên kiểm tra đôn đốc, công tác quản lý nhà nước còn chồng chéo. Từ trước nay chúng ta vẫn lãng quên là ủy ban nhân dân tỉnh, thành, huyện, xã vân vân là coi như đứng ngoài cuộc. Bây giờ chúng tôi kiến nghị là nhà nước phải có quy định ủy ban nhân tỉnh, thành, huyện, thị xã vân vân phải có trách nhiệm đối với trên cái địa bàn của mình. Nếu đơn vị nào, nơi nào có để ra chút phân bón giả, phân bón kém chất thì nơi đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đúng vậy đó. Và đề nghị sắp đến đây là phải tổng kiểm tra toàn quốc 63 tỉnh thành về cái hệ thống đất kinh doanh phân bón. Phân bón giả, phân bón kém chất lượng gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ cho doanh nghiệp mỗi năm. Nó cũng là tác nhân gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại các chất dinh dưỡng trong đất và nhiều hệ lụy khác. Không những thế, nó còn làm xói mòn lòng tin của người dân đối với doanh nghiệp, chính quyền và các cơ quan quản lý. Những điều đó đặt ra yêu cầu bức thiết phải siết chặt lại việc quản lý thị trường phân bón. Các doanh nghiệp lớn sẽ phải ngồi với nhau nhiều hơn nữa để đưa ra các cái rào cản kỹ thuật, đặc biệt là các cái kiến thức cũng như là các cái thành phần tỷ lệ để làm sao ngăn chặn được các đơn vị mà, bởi vì luật pháp rất thoải mái, cho nên là đôi khi là họ đề rất để lạm dụng, tức là lạm dụng vi lượng, để siêu vi lượng, để trung lượng, rất nhiều các người lạm dụng hiện nay trên thị trường, dẫn đến là cơ quan quản lý nhà nước khi kiểm tra thì về mặt lý là họ vẫn đúng, thế nhưng mà về mặt giá trị sử dụng là không đáp ứng được cái yêu cầu của nông dân, không đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Và tôi cũng khẳng định luôn là trong 500 cái công ty sản xuất bón hiện nay thì chỉ khoảng 1/3 là có năng lực trình độ thực sự, còn đến 2/3 là sự hiểu biết về phân bón, về dinh dưỡng cây trồng, về khoa học cây trồng là rất hạn chế. Trước những khó khăn và bất cập của ngành phân bón, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết thời gian tới sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng dự thảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tạo khung pháp lý kỹ thuật về chất lượng phân bón, nghiên cứu phân cấp quản lý sản xuất phân bón cho các sở công thương, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện công tác hậu kiểm đối với các tổ chức cá nhân được cấp phép sản xuất phân bón, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, v.v. nhằm nhanh chóng lập lại trật tự trên thị trường phân bón.